Nằm trong khuôn khổ chương trình dự án quản lý rác thải tổng hợp, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức bàn giao trang thiết bị truyền thông, thu gom phân loại rác thải và mô hình sản xuất phân hữu cơ cho 200 hộ dân của thôn Tà Lan, Nam Biên, xã Hòa Bắc. Tại đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trao cho hai tổ nòng cốt, hai thôn Tà Lan, Nam Biên, hai xe thu gom rác vô cơ, trao 20 thùng đựng rác cho các hộ dân và 5 mô hình cùng hàng trăm gói men vi sinh phục vụ cho việc ủ các loại rác hữu cơ thành phân compost. Thực tế, qua 2 năm thực hiện dự án quản lý rác thải tổng hợp tại hai xã Hòa Ninh và Hòa Bắc, nhiều mô hình ra đời từ thực tiễn cuộc sống của người dân nông thôn như phân loại rác thải tại nguồn, mỗi hố rác, một cây xanh, trồng chuối lấy lá đã phát huy hiệu quả tích cực. Trồng cái chuối này là được lấy lá mà xa này là to lên nhá, là mình được lấy bắp nữa. Cái là mình sang rồi là mình mới phớt cái cây nó ra rồi là chuối cao nó nhả lên rất chi là nhiều, thành ra đọt hiệu quả lắm. Cho nên lá này trừ là thị trường đông chủ. Thành ra là luồn qua mô hình này là tốt hơn. Chúng tôi phát động hội viên phụ nữ, các cấp hội cũng như là hội viên phụ nữ triển khai cái mô hình trồng chuối lấy lá cũng nhằm cái mục đích đó là giúp cho vận động cho hội viên phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông để mà giảm thiểu rác thải ra môi trường. Và từ cái mô hình trồng chuối lấy lá này thì các hộ dân cũng sẽ, các hộ gia đình cũng sẽ sử dụng lá chuối để mà gói thực phẩm, gói những cái... cũng có thể là gói những cái bánh sử dụng cho các cái hoạt động liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm. Việc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng chọn Hòa Bắc là một trong hai địa phương của huyện Hòa Vang thực hiện dự án quản lý rác thải tổng hợp là nhằm cụ thể hóa mục tiêu thành phố môi trường, tạo điều kiện cho các xã miền núi cải thiện cảnh quan môi trường, sớm hiện thực hóa đề án du lịch sinh thái làng quê theo nghị quyết 09 của huyện ủy Hòa Vang.